Ừ, thôi chết, anh biết tôi để quên mấy cuốn tập ở đâu rồi. Chú đợi tôi vô lấy ra nha. Ừ, mà thôi đi, chỗ đó tôi phải tìm kiếm lâu lắm, mất công chú đợi. Ừ, thôi chú về đi, làm phiền chú nói với ba tôi á, là tôi ở lại một chút. Ừ, xong việc rồi tôi về nha. Dạ. Nói ba tôi đừng lo. Dạ dạ dạ. Cuối tháng này anh về thăm nhà thiệt hay là hỏi vợ đó? Nè, em cứ kiếm chuyện chọc anh không à. Tại vì lâu rồi anh không về thăm má. Dĩ nhiên kỳ nghỉ lâu như vậy thì anh phải về thăm. Không anh nhớ anh thì sao? Ước gì em cũng được theo anh về thăm gia đình của anh, sẵn tiện thăm má của anh luôn. Không được đâu. À, sao vậy? Sao tự nhiên anh gắt gỏng với em? Hình như anh giấu chuyện gì đúng không? Không có đâu, anh đâu có giấu em việc chi đâu nè. Tại vì á, anh chưa có nói gì với má. Anh sợ má rầy, là chưa xin phép má mà tự ý dẫn em về. Anh thiệt là đứa con hiếu thảo đó Đa. Coi bộ anh thương má anh lắm hả? Còn má anh thì sao? Có cưng anh không? Kể em nghe đi. Tất nhiên rồi, má anh thương anh lắm. Em biết không, má anh á là một người đàn bà tính tình nhân hậu mà rất là đẹp nữa kìa. Má anh á chỉ có mình anh thôi, nên bao nhiêu tình thương á đều dồn hết cho anh luôn. Nhưng mà em hỏi thiệt câu này nha, cớ chi mà mỗi lần em hỏi đến gia đình của anh lại lấp la lấp lửng, không muốn cho em hay vậy? Có chuyện chi khó nói vậy anh? Ờ, không có gì đâu. Tại chẳng qua là tại gia đình anh. Nè, anh đừng có giấu em chuyện gì nha. Không, em đã nói với anh á, là cho dù anh xuất thân từ gia đình bần hèn hay là anh là con cái của ai đi nữa, em cũng vẫn thương anh mà. Trọng nè, thời đại bây giờ đã rất tân tiến rồi, anh đừng có mang tư tưởng cổ hủ kiểu như là hôn nhân là phải do cha mẹ sắp đặt rồi lấy vợ theo ý gia đình, là em sẽ hận anh suốt đời đó Đa. Nè nè nè, em nói sao gì vậy? Anh đối với em sao á, em biết mà. Sao mà em nỡ nghi ngờ chân tình của anh như vậy chứ? Ờ, tại gia đình của anh cũng bình thường thôi à, không có gì đáng nói hết. Nhưng mà nếu em muốn á, hôm nào rảnh anh sẽ kể hết cho em nghe. Em chịu không? Ừ, cũng được đó. À, anh thương em thiệt không? Ừ, anh thương em mà. Thương á, sao không dám nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói nè. Nè, nhìn em đi. Nè, nhìn thiệt lâu nghe không? Thiệt tình, anh không có sợ má rầy. Anh chỉ lo sợ là anh ba sẽ rầy thôi. Anh không biết phải nói làm sao cho em hiểu đây. Tôi cũng đoán trước được việc này. Có người bỏ tiền ra mua nhà máy của ông nên mới ra thị uy với tôi vậy chứ. Ừ, họ chỉ mới có bàn bạc với nhau thôi, chứ chưa chắc cậu ba có bằng lòng mua, vì chưa có thỏa thuận giá cả mà. Mà cậu ba, cậu còn trẻ vậy, chứ mà cậu biết tính toán kỹ lưỡng lắm đó Đa. Bà có rành về thân thế của cậu không? Tôi cũng đã có giờ hỏi ông Lượng rồi, cho nên tôi mới biết được là cậu ta đang cai quản một sản điền khá lớn do cha của cậu để lại. Nhà thì giàu có lung lắm, nhưng mà cậu không phải là cái hạng công tử mà ỷ tiền của mà ăn chơi phá phách. Tôi nghe nói cậu đang tính đi lên tỉnh mần ăn buôn bán cái chi đó. Mà nhà người ta thiếu chi là tiền, phải nói là tiền muôn bạc vạn đó. Bỏ chút vốn ra mà làm ăn để sanh lợi, có mất chi đâu mà sợ. Mà nghe nói cậu còn độc thân đó Đa. Tôi nói thiệt nha, tôi mà có con gái thì thế nào là tôi cũng tìm cách gả nó cho cậu, đặng tôi hưởng chút vinh hoa phú quý cho nó sướng hết tấm thân tôi chứ. Bà phải giúp tôi kéo ông Lượng ra chỗ khác thì tôi mới có dịp gặp cậu ba chứ. Chà, cái việc này coi cái mồi khó dữ à Đa.
Mà tôi biết Dũng kế gì bây giờ chứ? Trước mắt á, bà cho tôi biết là họ có hẹn tại nhà hàng của bà hay không? Thì cái lúc mà họ ra về á, thì tôi nghe là hình như họ có hẹn ngày thứ tư tuần tới á, để mà gặp nhau ở nhà hàng của tôi á. Vậy thì dễ rồi, tôi sẽ tìm cách làm trong Lượng lỡ hẹn với cậu ba. Còn phần bà, ráng giữ chân cậu lại chờ tôi nghe. Chàng ơi, cớ chi mà ông cứ dồn tôi vô cái thế bí không vậy ông Xuân? Cái việc này á, coi mồ á, càng ngày bộ càng khó khăn à nha. Mà tôi dấn thân vô rồi á, khó mà gỡ ra đó ra. Bà vẫn còn ghi lòng tạc dạ, vẫn ơn nghĩa của tôi đối với bà chứ? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi đâu có quên đâu. Hôm trước á, thì tôi cũng đã giúp ông rồi còn chi nữa. Vậy thì bà hãy trả hết cái ơn đó đi, để khỏi phải nặng lòng. Ôi trời, tôi muốn thử thời gian một lần nữa. Thôi chào ông, tôi về nha. Thôi cô về nghe con. Dạ. Bà ta là ai vậy cha? Bà này là người quen của cha. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của bà, con nghĩ là bà không phải người tử tế. Con để ý đến bề ngoài của họ làm gì chứ? Cha giao thiệp với họ cũng chỉ vì công việc làm ăn mà thôi. Bà là chủ nhà hàng, nơi mà cha hay tiếp đãi bạn bè đó đa. Cha, con xin báo cho cha một tin vui. Con gái của cha được điểm cao nhất trong kỳ thi vừa rồi đó. Các thầy cô trong trường khen con dữ lắm. Ủa, cha có gì không vui hả? Cha không mừng cho con hả cha? Con gái học nhiều cũng chẳng có ích gì đâu. Cha làm con mất hết hứng thú rồi đó đa. Con tưởng khi báo tin này cha sẽ vui mừng và hãnh diện về con chứ. Tú à, cha muốn nói chuyện với con một chút. Chuyện gì vậy cha? Cha làm con thấy lo lắng quá. Tú à, con đã trưởng thành rồi, nay mai cũng phải kiếm cho con một tấm chồng, để cho con có nơi nương tựa đàng hoàng. Úi, cớ chi cha lại nhắc đến chuyện hôn sự của con chứ? Con còn nhỏ, con chỉ muốn đi học. Không phải tới hôm nay cha mới nghĩ đến chuyện hôn nhân của con đâu. Cha luôn muốn cho con lấy được một người chồng tâm đầu ý hợp, đặng an ủi lúc tuổi già. Con cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa. Cha, con biết là cha thương con, cho nên mới lo lắng cho con như vậy. Nhưng mà con chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng đâu. Cha, cha cho con được ở với cha để hầu hạ chăm sóc cha cả đời nghe. Thứ tư tuần sau con đi học về sớm một chút. Cha con mình ra nhà hàng con. Thứ tư hả cha? Hay là mình để đến cuối tuần cho thông thả? Cha chỉ có rảnh một ngày đó thôi. Con nhớ lời cha dặn nghe không? Thứ tư phải về sớm đó, đừng để cha chờ. Trời ơi cậu ba, không biết cớ chi á mà ông Lượng ông tới trễ lung quá à. Chắc là ông bận công chuyện chi á nên ông mới tới trễ. Chứ nào giờ á, ông đường hoàng lắm á. Thấy cậu ngồi chờ lâu quá, tôi sốt ruột. Cho nên tôi mới kêu sắp nhỏ qua hầu chuyện cậu cho cậu đỡ buồn. Bà cứ để tôi tự nhiên. Tôi ngồi thêm một chút nữa. Nếu như ông Lương không tới, tôi sẽ đi. Dạ, thôi thì tùy ý cậu. Cậu muốn ngồi đây bao lâu cũng được, tôi không có phiền hà chi hết á. Nè, con đứng trong này nha, coi cậu ba có cần chi á thì con hầu cậu ba nha. Dạ. Thôi cậu ba, cậu dùng ngon miệng nha cậu. Ừ. Dạ.
Đi vô à. Chỗ đây cũng ngon, ngon lắm rồi. Dạ em chào anh. Lâu quá không thấy anh tới với em vậy. Anh quên em chà, hả? Cứ chi cha lại dẫn con tới mấy chỗ này. Mình tới đây ăn uống thôi, ai là gì mà kệ họ, đừng có để ý. Con đi chạy tóc lại đi. Đi đi. Dạ. Cô à, làm ơn cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Dạ mà chị đi hướng này. Ôi trời ơi, chào ông. Ông mới tới hả? Cậu ta đâu? Đang ở trong phòng, ông đang chờ ông Lượng đó. Cho cậu đỡ dài cổ luôn. Ông Lượng đang lo giải quyết chuyện rắc rối ngoài đường rồi. Ông không tới được đâu. Anh uống đi. Thì người ta nhìn kìa. Có sao đâu. Cậu, cậu bực mình lắm phải không cậu? Ông Lượng chọc giận cậu, chứ có phải em đâu nè. Em mời cậu một ly, đặng cậu đỡ phiền lòng nha cậu. Cô cứ để trên bàn đó cho tôi. Kìa cậu, cậu uống đi mà. Em á, chỉ muốn làm cho cậu vui thôi. Cậu uống xong ly này á, cậu muốn chi, em cũng chịu hết á. Uống đi nha cậu. Ừ. Cậu, nè, uống đi cậu. Em sao ý quá, em xin lỗi cậu. Để em chùa sạch áo. Ôi, cho cậu. Cần. Em xin lỗi cậu. Cậu để em làm cho. Cần. Để em lao cho mà. Không lẽ à, cứ để cậu ta đợi miết vậy sao? Cậu ngồi chán rồi cũng bước ra thôi. Để cậu bước ra rồi tôi chào hỏi, rồi làm quen với cậu. Ê, cậu ba, cậu ba, sao cậu bỏ về vậy? Cậu không đợi ông Lượng hả? Cậu. Cha, con về trước đây. Tới mấy chỗ này không hợp với con. Cha đừng dắt con tới mấy chỗ này nữa. Cha, có chuyện gì lo nghĩ phải không? Hay là cô này nhớ tới ai đó? Dạ đâu có, con có nhớ tới ai đâu. Cha gặp con cho vui thôi. Chứ con gái của cha ngoan ngoãn hiền lành lắm. À, mà hôm nay con đừng đi đâu nha. Cha có hẹn với mấy người khách quý đến nhà dùng cơm đó. Ai vậy cha? Ừ, thì mấy người quen trước đây. Họ sẽ kiếm quà lên chơi. Trước đây á, mỗi khi nhà có khách, có bao giờ cha bắt con ở nhà tiếp đón đâu. Sao tự nhiên bữa nay cha kêu con ở nhà vậy? Là do cha lỡ khoe con gái của cha đẹp người đẹp nết, nên họ muốn làm quen với con vậy mà. Cha lại giỡn nữa rồi. Nhưng mà nè, chút nữa con nên thay đổi trang phục, đặng dòm cho nó hiền lành, đoan trang một chút nghe con. Mấy người này tư tưởng họ bảo thủ lắm, sợ mình tân tiến quá rồi họ không có vừa mắt. Nó kỳ khôi quá đa. Họ chỉ tới ăn với mình có một bữa cơm, chứ có phải là coi mắt cô dâu đâu. Thì cha nói sao con nghe vậy đi. Nếu như cha sợ con khó coi như vậy á, thì thôi con cứ ở trong phòng, con khỏi ra ngoài, để cha khỏi hổ thẹn với người ta. Con đừng có ương bướng nữa mà. Có con gái đẹp là giỏi giang nữa, thì phải khoe khoang một chút. Đó là chuyện thường tình mà con. Cha đến từng tuổi này rồi, ngoài tiền bạc và công việc, con là của cái lớn nhất mà cha có được. Con cũng để cho cha có được hãnh diện với thiên hạ chứ. Dạ, cha đã nói vậy thì con chịu ý cha. Nhưng mà chỉ lần này thôi nghe. Chứ mà cha bắt con cứ phải mặc mấy cái áo chật chội, rồi đi đứng khép nép, theo khuôn theo phép, con không có chịu được đâu. Ừ, cha biết con là đứa có hiếu mà. Chắc họ tới rồi đó Đà. Con vô thay đồ đi. Đi đi, đi đi con. Dạ, dạ, chào bà. Dạ chào ông. Đây là ông Xuân, thương gia giàu có danh tiếng nhất ở trên này. Dạ, đây là bà hai bà ba vợ ông hội đồng Bùi, giàu có nhất gì ở xứ Kiến Hòa đó. Chào bà hai, chào bà ba. Chà, biệt thự của ông đẹp và sang trọng lung quá. Ông anh đây chắc cũng là người am hiểu và thông tỏ chuyện xây cất nhà cửa, nên mới cất cái nhà khang trang lộng lẫy như vậy. Dạ, dạ bà quá khen.
Nhà này là do mấy ông kỹ sư người Pháp làm đó đa. Đồ đạc ở trong nhà là tôi lấy từ nước ngoài về. Ồ, hèn chi coi bộ cũng tốn kém dữ ha. Cái này là do sở thích riêng của tôi, nên có tốn kém bao nhiêu tôi cũng không có ngại. Chào hỏi xong rồi không lẽ cứ để khách quý đứng hoài? Sao ông không mời vô nhà dùng nước? Thật là thất lễ quá. Mời hai bà vô nhà và mời hai bà dùng trà. Dạ, cảm ơn ông. Nếu bà hai thích đó, tôi sẽ cậy người đến gặp và dễ cho bà một căn nhà theo ý muốn. Tôi nghĩ chắc chắn bà sẽ ưng ý. Thôi, tôi thấy đẹp thì nói chơi vậy thôi mà, chứ tiền bạc đâu mà xây nhà nha ông anh. Bà khiêm nhường quá. Nếu bà muốn thì không những bà xây một cái nhà mà 3-4 cái còn được đó mà. À, hôm nay tiểu thơ có ở nhà không vậy ông? Có chứ, để tôi kêu nó ra chào mọi người. Tú à, ra đây con. À, đây là con gái của tôi. Nó tên Tú, nó còn đang đi học. À, để cha giới thiệu với con nha. Mấy bà ở đây á là bà hai, bà ba của gia đình ông Hội Đồng Bùi. Hai bà ở đây ở Kiến Hòa. Dạ, con xin lỗi, con chào bà hai, bà ba. Gia đình tôi chỉ có mỗi đứa con gái à. Mà con nhỏ này chỉ biết đi học, rồi về ở miết trong nhà. Thường ngày nó ít giao du với bạn bè, nên có điều chi thất lễ, mong hai bà bỏ qua cho. Ông đừng có khách sáo. Dung nhan của tiểu thơ đây nhìn rất đoan trang hiền thục, đúng là lá ngọc cành vàng. Bà hai nói câu nào cũng chí lý hết á. Chỉ nhìn sơ qua là thấy con nhà có giáo dục đường hoàng. Ông nói cô nhà đây còn đi học sao? Con gái á không cần đi học nhiều làm chi. Hệ trọng nhất á là phải biết nữ công gia chánh, để sau này còn lo tròn bổn phận dâu con. Con xin phép cha, xin phép hai bà, con vô phòng học bài. Hai bà thông cảm, ngày thường nó lanh lợi lắm, hôm nay có khách nên nó lóng ngay lóng ngóng mắc cỡ gì mà. Dạ. Sẵn tiện đây hai bà đến nhà chơi, tôi mời hai bà ở lại dùng cơm. Ông anh vui vẻ rộng rãi quá đó đà. Kiểu này làm sao chị em tôi có thể từ chối được. Bây giờ còn sớm, chị em tôi muốn ra thăm vườn tược, được không ông? Hai bà cứ tự nhiên, để tôi đưa hai bà đi. Thôi, không phải làm phiền tới ông anh chi, tụi tôi đi được mà. Để tôi chỉ đường cho hai bà đi ha. Dạ. Bà Lắp à? Dạ. Dạ ông kêu. Dẫn hai bà ra vườn. Dạ. Chỉ đường cho hai bà thăm thú nghe. Dạ. Dạ. Dạ mời hai bà theo tôi. Cảm ơn ông. Dạ. Hai bà đi thong thả. Coi mời á, bà hai chịu cô Tú rồi đa. Chuyện có thành hay không là cũng kệ du bà. Về phía bà hai á thì tôi sẽ nói chuyện cho xuôi. Nhưng tôi e là tiểu thơ chưa có muốn lấy chồng. Chuyện đó bà khỏi lo, cứ để tôi dỗ ngọt nó. Nếu tiểu thơ á được làm dâu nhà này thì đó là cái phước của cổ đó. Cậu ba là người giỏi giang lại có quyền có thế, tiền bạc đầy dẫy, tha hồ mà ăn sung mặc sướng. Cậu ba không chỉ tài giỏi giàu có, mà còn là người có cái tánh độc đoán cố chấp, lúc nào cũng tỏ ra là mình giỏi hơn thiên hạ, đúng không bà? Ủa, nói vậy ông gặp cậu ba nhà này rồi hả? Ờ thì tôi chưa, nhưng mà chỉ nghe người ta đồn. Vậy mà mới nghe qua tôi tưởng ông biết cậu, nên mới nhờ cậy tôi mai mối. Nói thiệt với ông chứ tôi mát tài lắm đó nghe. Tôi là mai là phải thành, không chạy thoát khỏi tay tôi đâu á. Vậy thì hay quá, bà lo chuyện này sớm sớm giùm tôi nghe. Cô cứ lo phần việc của cô đi, chị em tôi tự lo được rồi.
Dạ. Dạ chào hai bà. Em thấy sao? Nhà ông có đẹp không? Dạ đẹp. Nhà cũng đẹp. Mà giường tược coi bộ xanh tốt sởn sơ quá chị ha. Ý chị muốn nói là con gái của ông Xuân kìa, hôm nay chị lên coi mát nó, chứ có rảnh đâu mà đi chơi ngắm cảnh xem qua. Thì ra chị muốn coi mắt hỏi vợ cho thằng ba sao? Thằng ba cũng tới tuổi thành lập gia thất rồi. Bây giờ chị muốn nó lấy vợ sanh con để nối dõi tông môn gia tộc mình. Gia đình ông Xuân đây làm ăn buôn bán có tiếng tăm ở tỉnh. So với gia đình mình rõ ràng là môn đăng hộ đối. Còn con gái ông đẹp đẽ, học hành đường hoàng, coi bộ cũng xứng với thằng ba lắm đó. Chị có nói với thằng ba Lâm là mình đi coi mắt như vậy không chị hai? Chị cũng đã nói chuyện với nó rồi. Tuy còn dụ dự nhưng nó nói chị muốn sao cũng được hết. Chị đành phải đứng ra lo cho nó thôi. Việc này cũng vì danh tiếng của gia đình mình đó ra. Giờ bên ngoài thì Tú đẹp đẽ xứng đáng với thằng ba Lâm lắm, nhưng tánh tình cổ coi bộ cũng thẳng thắn ngang ngạnh à. Em nghĩ vậy đó hả? Dạ, cũng có thể là em gặp cổ lần đầu nên suy đoán vậy thôi, chứ chưa chắc đúng. Chị rủ em đi theo là muốn em dòm ngó cho kỹ lưỡng. Ai dè em cứ lấp la lấp lửng dòm bắt mệt à. Chị hai. Mong rằng sau này nó cưới vợ thì bớt đi tính nóng nảy của nó. Anh ba con định cưới vợ sao má? Má hai con đi coi mắt đặng hỏi vợ cho anh ba con đó đà. Nói vậy là má hai đã đi coi mắt chị dâu tương lai của con rồi. Má à, má thấy chị sao má? Con nhỏ này á, nhan sắc cũng mặn mòi, lại được học hành tử tế, mà cũng vì nó có ăn học cho nên má thấy nó có vẻ hơi ngang tàn, không phải là người biết thủ phận đâu. Má thiệt là, má mới gặp người ta có một lần sao má dám chắc như vậy? Quan trọng là anh ba có chịu cô đó không chứ? Dạ má. Anh ba còn có chịu cưới vợ đâu, là má hai con ép đó chứ. À má à, chị dâu tương lai của con tên chi vậy má? Nó tên Tú con à. Tú. Dạ cổ tên Tú hả má? À má. Lúc má tới á, cổ có biết là đi coi mắt cổ không má? Cớ chi còn lại quan tâm tới chuyện này lung vậy? Còn gia cảnh của cổ có môn đăng hộ đối với gia đình mình không má? Có chứ. Cha của cổ là một trong những thương gia nổi tiếng ở trên tỉnh mà. Cổ còn đi học, không chừng con biết cổ đó. Cổ là con gái của thương gia Nguyễn Xuân, đúng không má? Đúng rồi. Con biết cô ta hả? Phải cổ học chung trường với con không? Ủa, con sao vậy Trọng? Không. Hả Trọng? Con sao vậy con? Hả? Con sao vậy? Con bị trúng gió hả Trọng? Con có mệt chỗ nào không? Trọng! Trọng! Con có sao không vậy? Nói cho má nghe đi, đừng có làm má sợ mà con. Trọng! Má! Người con gái mà con nói trong thư chính là Tú đó má. Thiệt tình, má không ngờ là chuyện lại trớ ngoe đến như vậy. Còn với Tú, đã quen biết với nhau lâu chưa? Hai đứa có yêu thương nhau thiệt lòng không? Má thấy má hai đã quyết định cưới con Tú cho anh ba của con rồi, mà phía bên ông Xuân thì cũng bằng lòng gả con gái. Việc này
khó thay đổi lắm con ơi. Làm sao bây giờ hả má? Hoặc là con tỏ với anh ba mọi sự tình, hay là ba, ba gặp má hai, ba nói rõ mọi chuyện đi má. Nếu bây giờ mình không lên tiếng thì sẽ dẫn đến một kết cục éo le, ngang trái đau lòng lắm má. Trọng à, con nghe má nói nè, chuyện tình ái của con với con Tú nhất định không cho ai biết hết nghe con. Má hại con tánh ý sao, con biết rõ mà. Còn anh ba con thì cần phải giấu kỹ hơn nữa. Nhưng mà con với Tú thương nhau lung lắm. Hai đứa con đã thề hẹn với nhau rồi. Nếu bây giờ tự tay cắt đứt mối tình này, giống như là con tự tay bóp nát trái tim mình, con chết, con không sống nổi đâu má. Trọng à, má thương con lung lắm. Nhìn con khổ sở như vậy, ruột gan má như có ai sát muối. Nhưng con phải dừng lời má, con phải chôn sâu mối tình này. Giờ coi như con không quen biết Tú nghe con. Má biết, má biết làm như vậy là không phải với con. Nhưng con phải hiểu cho hoàn cảnh của má với con trong cái nhà này. Nếu còn là minh lòng má hai với lại anh ba con thì họ không để cho mình sống yên ổn ở đây đâu con. Coi như là con với Tú không có căn duyên đi con. Sau này con còn có cơ hội gặp gỡ quen biết với những cô gái khác mà. Trọng, Trọng, con ơi, Trọng ơi, à, thôi đi trước đi, tôi có chuyện phải ngồi lại. À, Lan về đi, rắc rồi Hùng với Nam qua đó. Có mời đông không? Nhớ chiều nay qua nhà tôi nha. Chào bạn. Nè, sao anh kỳ khôi quá vậy anh Trọng? Cớ chi từ lúc dưới quê lên tới giờ á, anh cứ tránh mặt em hoài vậy? Mọi khi tan học á, anh cứ đứng trước trường chờ em mà. Vậy mà bây giờ anh đợi em đi khuất bóng rồi anh mới chịu ra. Anh có chuyện gì giấu em, anh nói đi. Anh đâu có gì giấu em đâu. Em không tin, anh đừng có gạt em. Từ khi mình quen biết nhau tới nay á, anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy. Lần này anh về quê lại lên trễ hết mấy bữa. Anh có biết là em lo cho anh cháy ruột cháy gan không? Em muốn hỏi anh là ở dưới quê xảy ra chuyện gì mà dường như anh không muốn gặp em thì phải.
Không phải đâu Tú, là do anh. Có chuyện gì thì anh nói đi. Anh biết tánh của em mà. Em ghét nhất là bị người khác dối gạt đó. Nhưng nếu mà anh không muốn nói thì thôi. Em không muốn nghe chi cho thất công. Anh đừng có giận. Tại em buồn bực trong lòng nên có hơi lớn tiếng với anh vậy thôi. Mà sao anh lên trễ tới 10 ngày lận? Ngày nào em cũng ra vô ngóng trông mà vẫn bật tên anh. Anh có biết là em mong anh từng ngày không? Anh Trọng, anh Trọng, em đang có việc hệ trọng muốn nói với anh đây. Chuyện hệ trọng là sao? Cha của em đang có ý định gả chồng cho em đó. Thiệt không? Cha em nói với em khi nào? Mấy hôm trước, cha đã bằng lòng cho người mai mối tới coi mắt em. Nghe nói gia đình đó rất giàu có, họ muốn tìm con dâu cho xứng với con trai của họ. Cha em có vẻ ưng bụng lắm. Ông nói người đàn ông đó còn trẻ nhưng mà rất giỏi làm ăn. Em lo quá anh à. Anh và em có là gì của nhau không hả? Anh không coi đây là chuyện hệ trọng sao anh Trọng? Cớ chi anh cứ yên niềm biết vậy hả? Tại vì anh bất ngờ quá thôi. Ý cha em đã như vậy rồi. Còn em, em thì sao? Em đối với anh ra sao anh chưa biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Cha em tự ý làm việc đó mà không hề nói trước với em. Em mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, trong lòng thầm ước phải chi có anh bên cạnh, lúc đó em sẽ đỡ tủi thân hơn. Vậy mà lâu thiệt lâu anh mới chịu lên. Ừ, anh xin lỗi. Lần này về nhà, nhà xảy ra chuyện không hay nên không thể đúng hẹn được. Em có phiền trách gì anh chứ? Em nhớ anh nên mới lo cho anh vậy thôi. Mà nè, sau này có chuyện gì nhớ báo cho em biết nha không? Không có anh bên cạnh em thấy bất an lắm. À, về việc của tụi mình em tính như vậy, anh coi thử có được không? Em nói đi, anh nghe nè. Chiều nay anh tới nhà dùng cơm với cha con em nghe. Em muốn nhân dịp này tiến dẫn anh với cha em. Em nghĩ nếu cha thấy em có được một người bạn trai hiền lành, giỏi giang như anh á, cha em sẽ hài lòng đó. Và sẽ không bắt em phải lấy chồng nữa. Anh thấy sao? Tốt phải không anh? Chiều nay đến, anh nhớ ăn mặc cho chỉnh tề đó. Em thích anh mặc cái áo màu xanh lam, cha em cũng ưa màu đó. Nhất định cha sẽ có cảm tình với anh đó. À phải rồi, em nói sơ qua tánh ý của cha em, đặng anh có cách lấy lòng nha. Cha em ngó vậy á, chứ không khó đâu. Cha em thích bàn luận chuyện thế sự nè, chuyện làm ăn buôn bán nè. À, còn chuyện này nữa. Bà Lấp, bà Lấp. Dạ. Bà sắp xếp món ăn ra bàn hết chưa? Dạ xong rồi. Con nói nghe nè, còn mấy món tráng miệng á, bà nhớ dọn lên sau cùng nha. Dạ. À, mà còn nữa, mấy cây đèn cầy tôi dặn bà có nhớ mua không? Dạ xong hết rồi cô. Cha. Dạ chào ông. Cha, con đưa bạn tới chào cha. Tiện thể ăn với gia đình mình một bữa cơm, cũng đâu có gì đường đột đâu cha. Cớ chi cha lại không vui? Vui cái nỗi gì chứ? Chà, bạn con là người hiền lành đường hoàng. Tuy ảnh đi học, nhưng mà ảnh cũng ưa tìm hiểu về việc kinh doanh. Ảnh nói sẽ nhờ cha chỉ bảo thêm cho ảnh đó. Cha thì có tài cán chi mà chỉ. Cha thì biết nói chơi. Ở cái tỉnh này, trong giới làm ăn buôn bán, có ai mà không biết đến tiếng tăm của cha chứ. Tú à, cha không ngờ con có bạn trai học chung cùng trường. Cha cho con đi học, đằng sau này con về đỡ đần công việc cho cha. Chứ có về đâu con lại dướng vô chuyện tình ái như vậy. Cha, cha biết con không phải là loại con gái lẳng lơ trắc nết mà. Con quen với người đó là vì tụi con hợp tánh ý với nhau. Nhưng thiệt ra hai đứa cũng chỉ cảm mến nhau.
chứ không dám tự ý vượt qua gia phong lễ giáo đâu cha. Vậy chứ cớ chi mà con mời người ta về đây ăn cơm? Dạ, con muốn cha gặp ảnh, đặng sau này cha không phản đối việc tụi con quen nhau. Nếu cha không khứng thì con sẽ bỏ người đó chứ. Cha, cha hỏi khó con quá. Coi bộ con muốn đặt cha vô chuyện đã rồi. Ờ, cha ơi, bạn con sắp tới rồi. Thôi con đi xuống bếp kêu bà lớp chọn đồ ăn lên nghe cha. Sao hả con? Con hẹn với nó 5 giờ tới, vậy mà bây giờ hơn 6 giờ không thấy bóng dáng nó đâu hết. Cha thấy người này không có thành ý rồi đó. Mình chờ thêm một chút nữa đi cha, chắc ảnh có chuyện chi nên mới tới trễ. Thôi, cha không chờ được đâu. Cha có hẹn bàn việc làm ăn với người ta lúc 7 giờ. Thôi, cha đi đây. Bạn con tới, con tiếp đãi họ giùm cha. Cha, cha, mình chờ thêm một chút xíu nữa cha. Cha, cô à, cô cho tôi dọn dẹp bàn ăn được không cô? Chờ nãy giờ lâu lắm rồi. Chắc người ta không tới đâu cô. Dẹp hết đi. Dẹp hết đi. Cô à, dẹp hết. Tôi nói bà có nghe không hả? Dẹp cho tôi. Bà đi đâu đó? Bà đứng lại. Dẹp hết đi. Dẹp hết đi. Dẹp hết bà đi đây. Tú à, anh biết là em giận anh lung lắm. Em có thể đứng lại cho anh hỏi vài câu được không Tú? Tú à, chiều hôm qua là anh có chuyện bất thường nên mới thất hẹn với em và bác trai. Anh biết là mình quấy lắm, anh xin lỗi em với bác trai. Em tha lỗi cho anh đi. Còn bác trai, anh sẽ qua nhà xin lỗi bác sau. Tin anh nghe. Anh tính dỗ ngọt tôi sao anh chồng? Anh có biết là tôi hổ thẹn với cha tôi như thế nào không? Cha tôi dù bận trăm công ngàn việc vẫn ngồi chờ đợi anh. Vậy mà anh thì sao? Anh có nể mặt cha tôi không? Anh làm vậy tôi biết ăn nói với cha tôi sao đây? Thiệt lòng là anh không muốn làm em khó xử đâu. Nhưng mà anh Trọng, em không biết là trong lòng anh đang nghĩ gì nữa, nhưng mà em thấy anh kỳ khôi lắm. Anh là người thông minh sáng trí, chắc anh biết rõ cớ chi em mời anh tới nhà mà đúng không? Vì cha em muốn em lấy chồng thì em đã kể cho anh nghe hết rồi. Nhưng mà dường như anh không để tâm tới. Anh coi thường lời nói của em, hay là anh mượn kệ cho em đi lấy người khác hả Trọng? Không lẽ em đoán trúng ý anh sao? Em à, nếu mà chuyện hôn sự của mình không thành, âu cũng là do mình không có duyên của nợ với nhau. Anh nói vậy là sao? Thiệt ra thì em cũng chưa nghĩ tới việc tụi mình cưới nhau bây giờ. Nhưng mà nếu anh không ra mặt thì cha em sẽ ép gả em cho một người đàn ông khác. Em nghe anh nói nè, tụi mình gặp nhau là do ông trời sắp đặt, nhưng có được sống bên nhau trọn đời hay không là do duyên số nữa. Anh thương em nhiều lắm, anh muốn mình thành đôi như là ước nguyện. Nhưng chuyện đó không phụ thuộc vào anh em à. Anh càng nói thì càng hồ đồ. Cái gì là duyên nợ? Cái gì là không tùy thuộc vào bản thân anh chứ? Anh nói lấp lửng như vậy em không hiểu gì hết. Ừ, thì tại anh đang nghĩ tới thế thái nhân tình nên trong lòng có chút không vui. Không phải là chỉ hôm nay không đâu,
mà từ khi anh về quê lên tới giờ em đã thấy anh khác lạ luôn lắm. Anh giấu em chuyện gì vậy anh Trọng? Từng câu từng chữ anh nói như có ngụ ý gì trong đó. Anh Trọng, anh nhìn thẳng vô mắt em nè, trả lời thẳng thắn cho em biết đi. Anh đã hết cảm tình với em rồi đúng không? Anh đã quen người con gái khác nào dưới quê rồi chứ chi? Không, anh không hề quen ai hết. Vậy thì cớ chi lại nói ra những lời oán thán đó? Hệt như là trăn trối trước lúc chia xa vậy. Anh giống như là một người khác lạ, không phải là anh trước đây nữa. Anh thay lòng đổi dạ rồi, anh quên hết những gì mình đã có với nhau sao anh Trọng? Làm sao mà anh quên được chứ? Anh hứa là chuyện của tụi mình dù vui hay buồn, anh vẫn luôn khắc ghi trong tim đến suốt cuộc đời. Vậy thì anh vẫn còn thương em, nhưng sao anh không tìm cách giữ em lại mà muốn buông xuôi vậy hả anh? Việc cha em muốn gả em cho một người đàn ông khác giàu có ở Kiến Hòa là có thiệt đó đa. Chẳng qua cha thấy em phản ứng gay gắt quá, cho nên là mới chưa cho người ta tới dạm hỏi. Lúc này là lúc em cần anh nhất. Anh phải cứng cỏi lên, đàn em còn có lòng tin để vượt qua thử thách chứ anh. Anh biết là em nói thiệt, chứ không phải lập thế đặng thử lòng anh. Nhưng anh cũng tin vô cái gọi là số mệnh của mỗi người. Tú à, nếu mai này chuyện của tụi mình không thành, anh cầu mong cho em sẽ gặp được một người chồng giỏi giang và sẽ sống hạnh phúc suốt cuộc đời bên cạnh người đó. Có như vậy thì anh mới an lòng. Những lời nói vừa rồi là thốt ra từ miệng của anh thiệt sao anh Trọng? Đó là tất cả những gì mà anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua sao? Anh lỡ lời, anh xin lỗi em. Anh còn muốn nói điều gì thêm nữa? Anh muốn làm tan nát trái tim tôi thì anh mới vừa lòng sao? Là tôi ngu, tôi dại nên mới tin anh. Tôi tin anh thiệt lòng với tôi, chứ có dễ đâu. Những lời nói của anh là mây là khói. Anh không có lỗi gì hết, lỗi là tôi. Là tôi tin lầm người, là tôi tin lầm anh. Anh Trọng, anh nghe đây, tôi sẽ đi lấy chồng, đặng cho anh mau quên đi chuyện quá dạng. Nhưng mà tôi không cần lời chúc phúc của anh đâu. Tôi tự biết tìm hạnh phúc của mình. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Chào anh. Má năn nỉ con đó, con phải cắt đứt mối quan hệ với Tú bằng bất cứ giá nào. Chứ gì vừa qua lại với nhau rồi má hại con mà biết, má con mình làm sao mà sống yên thân hả con? Trọng à, má sẽ cưới cho con bất cứ người con gái nào mà con ưng ý, nhưng tuyệt nhiên đó không thể là người con gái sắp trở thành chị dâu của con. Con hiểu ý má chưa? Trọng à, con chỉ yêu có một mình Tú thôi. Với lại con với Tú đã có tình ý trước khi má hai có ý định cưới Tú cho anh ba mà. Thiệt khổ quá mà. Từ khi con còn nhỏ, má dạy con sao hả Trọng? Trong cái nhà này, cái gì mà anh ba con thích thì con không được mon mi tới gần. Chưa dù con đã cầm trên tay, nhưng anh ba con muốn thì con cũng phải vui vẻ đưa lại, chứ con không được làm trái ý anh ba của con. Má không muốn chi gì một đứa con gái mà con gây nên hiểu hết với má con họ. Má xin con để cho má yên ổn sống tới ngày con công thành danh toại được không con? Thank you.
Dạ chào ông. Con à, cớ chi con phải đau lòng cực sát dữ vậy? Chỉ vì một người vô tình vô nghĩa mà con tự hành xác mình, có đáng không con? Nói ra sợ con không vui. Từ cái ngày mà nó hẹn con đến bây giờ, cha thấy khó chịu trong lòng. Cha có linh tính người ta không có thiệt lòng với con đừng có cố chấp mà thiệt thân. Bà Lập nói con đã bỏ ăn mấy bữa nay rồi. Con có biết làm như vậy cha lo lắng lung lắm không? Cha, cha có thương con á, cha để con yên tĩnh một mình đi cha. Con không sao đâu. Nhưng mà có bạn cùng trường đến thăm con đó, con có muốn gặp họ không? Ai vậy cha? Người đó tên là Lan. À là Lan. Lan là bạn thân của con đó. Cha cho Lan vô gặp con đi. Chị Tú, chị bệnh sao mà hổm rày không thấy chị tới trường? Tôi đau lắc sắc vậy thôi chứ không có gì hại đâu. Lớp mình đi học đủ chứ hả? Đủ hết, chỉ thiếu có mình chị thôi đó. À mà chắc chị muốn hỏi thăm tên Trọng có đúng không? Anh có tới lớp nhưng mà coi bộ anh có vẻ trầm ngâm lắm, không có nói chuyện với ai hết. Mà chị với anh có chuyện gì sao? Đâu có. Nè, tôi với chị á thân nhau như vậy còn giấu tôi sao? Ngày mai chị có đi học lại chưa? Tôi vẫn còn ế mình lắm, chưa đi học lại được đâu. Chắc tôi xin nghỉ đến cuối tuần á. À, tôi có đem tập đến cho chị để chị chép bài nè. Có mấy bài còn thiếu đó. Chị thiệt tốt với tôi quá. Làm gì mà khách sáo với tôi dữ vậy? Mà nè, tôi hỏi thiệt nha. Con muốn tôi nhắn lại điều chi cho người ta không vậy? Ai thăm tôi á thì cứ tới, gửi gắm chi cho thất công. Ơ, trái cây ngon vậy sao không ai ăn hết vậy? Chị không ăn là tôi ăn hết luôn đó nha. Chào bà Lắp tôi về. Dạ. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ tới chơi với Tú. Dạ. Lan. Dạ. Cháu khoan hãy về, bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ có chuyện chi vậy bác? Bà Lắp, bà ra sau mừng việc đi, có gì tôi sẽ gọi. Dạ tôi xin phép. Cháu là bạn thân nhất của con gái bác phải không? Dạ. Cháu tới thăm nó còn mang tập cho nó chép bài, thật làm phiền cho cháu quá. Dạ. Bác nói quá lời rồi, sẵn tiện cháu tới thăm Tú có đem theo mấy cuốn tập vậy thôi mà. Vậy thì cảm ơn cháu lắm. Dạ. À cháu học chung với Tú, chắc cháu biết người tên Trọng đúng không? Dạ. Người đó với con gái bác có tình cảm với nhau phải không cháu? Dạ. Cháu đừng có ngại, con Tú cũng nói sơ qua với bác chuyện tình cảm của tụi nó rồi. Bác cũng tính cậy cháu một việc nè. Dạ bác cứ nói đi, nếu được chắc chắn cháu sẽ làm. Vậy thì hay quá. Cháu à, cháu cũng là bạn của thằng Trọng. Vậy thì cháu hay gặp Trọng chuyển lời giùm cho bác. Cháu nói với nó, bác không muốn nó qua lại với con Tú nữa.
Chuyện hôn sự của Tú bác đã sắp đặt đâu đó hết rồi. Nó đừng theo đuổi chi nữa cho thất công. Chuyện này cháu không có dám tự tiện nói với anh Trọng đâu bác. Cháu nghe lời bác nói hết đã. Bác sẽ không để thằng Trọng thiệt thòi đâu. Bác sẽ đưa cho nó một số bạc lớn, coi như bù đắp lại cho nó. Bác không tin là nó chơi số tiền này, vì bác biết chỉ là nó quen con Tú, cũng là để ý cái gia cảnh nhà bác mà thôi. Dạ thưa bác, cháu thấy anh Trọng với chị Tú rất là xứng đôi. Họ thương nhau thiệt lòng mà bác. Cháu có phải là bạn thân của con Tú nhà bác không? Không lẽ cháu thấy con Tú nhà bác nó khổ mà cháu không mũi lòng sao? Ủa bác nói gì lạ vậy? Gia đình bác tính gả con Tú vô một gia đình môn đăng hộ đối. Con Tú nó được làm dâu nhà đó thì cả đời ăn sung mặc sướng, ra vô có kẻ hầu người hạ. Còn nếu nó quen thằng Trọng, một thằng học trò nghèo không có sự nghiệp, thì cuộc đời nó sẽ ra sao hả cháu? Cháu biết là bác thương chị Tú nên mới lo lắng cho chị. Nhưng cháu nghĩ anh Trọng là người đường hoàng. Cháu nói với ảnh những lời như vậy, chẳng phải cháu là người đã xúc phạm tới nhân cách của ảnh hay sao? Còn số bạc mà bác đòi bù đắp cho anh Trọng, cháu nghĩ anh không có bằng lòng lấy đâu. Bác biết cháu người khôn ngoan nên mới trông cậy vào cháu. Nói sao mà để thằng Trọng dứt tình với con Tú, tất cả đều nhờ vào cháu. Cháu đừng phụ lòng bác nghe không? Xong việc rồi bác sẽ hậu đãi cho cháu. Đây số bạc này cháu đưa cho Trọng. Cứ nói với nó những điều bác vừa dặn thì được. Nhớ giúp giùm bác. Vậy nha. Thôi bác vào đây. Bác. Bác. Anh Trọng. Ủa Lan. Hôm nay tôi thấy anh không có được vui. Hay là tại chị Tú nghỉ học lâu quá nên anh buồn? Nghe nói Tú bệnh đúng không Lan? Lan có gặp Tú không? Tôi có tới nhà thăm chị ấy. Thấy chị ấy có vẻ chán trường lắm. Mà hình như cha của chị không muốn chị đi học nữa. Còn Tú, Tú có nhắn gì với tôi không? Chị Tú không có nhắn gì hết. Nhưng mà cha chị Tú thì có. Cha của Tú nhắn tôi việc chi? Anh Trọng, đây là những lời mà tôi không hề muốn nói với anh. Nhưng mà bác trai đã năn nỉ quá nên tôi cầm lòng không đặng. Bác nói là bác không thích anh đeo đuổi chị Tú, vì bác biết anh không thật lòng với con gái của bác. Bác còn nói không muốn chị Tú phải khổ, vì quen một người không có chút công danh sự nghiệp nào ở trong tay hết. Lại cứ nói hết cho tôi biết đi. Bác muốn anh á phải dứt tình với chị Tú. Đổi lại. Đổi lại sao? Bác có gửi cho anh. Là cái gì? Nè anh tự xem đi. Anh Trọng, mong anh hiểu cho tôi. Tôi chỉ làm theo lời bác trai thôi, chứ không có ý coi thường anh đâu. Cha của tôi có thể đối xử thậm tệ với tôi dù chưa gặp mặt tôi một lần nào hay sao? Ông nghĩ tôi là hạng người nào chứ? Hay là từ trước giờ lúc nào ông cũng lấy tiền ra để giải quyết mọi vấn đề, nên ngay cả hạnh phúc của con gái ông cũng đánh đổi bằng tiền? Ông làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vô mặt tôi. Tôi nghĩ bác cố ý làm như vậy đặng anh tự ái mà chia tay với Tú. Thôi nếu anh không cứng thì để tôi trả lại số bạc này cho bác. Nè Lan, ngồi xuống đây đi. Tôi thấy Lan phân tách cũng có lý lắm. Nếu tôi nhận số bạc này thì Tú sẽ khinh rẻ tôi, coi tôi là hạng người tham vàng bỏ nghĩa, đúng không? Tú sẽ hận tôi và mau chóng quên tôi đi. Anh Trọng, tôi sẽ làm theo lời bác trai. Tôi sẽ để cho cổ đi lấy chồng theo sự sắp xếp của cha cổ, mà không phải bận lòng bất cứ một điều gì hết. Anh Trọng, anh nhất định đoạn tuyệt với Tú như vậy hả anh Trọng? Lan đưa số bạc này trả lại cho cha Tú, nói là tôi cần nhiều hơn số tiền ông ấy đã đưa.
Lan hãy tìm cách cho Tú biết việc này. Nói với Tú là Tú bằng lòng nhận tiền. Anh Trọng, Lan cứ làm như vậy đi. Cảm ơn Lan. Để tôi. Dạ. Dạ, có thư gửi cho ông Xuân. Cảm ơn anh. Dạ. Của cha tôi đó. Dạ. Cha, con đang chờ ai vậy? Có phải con nghĩ thằng Trọng sẽ đến thăm con không? Tú à, nó không tới đâu con. Con đợi gì cho thất công? Con không muốn nghe cha nói nữa. Cha biết lời nói thiệt không ai muốn nghe hết. Chẳng thà con buồn một lần rồi thôi, chứ con cứ ưu sầu như vậy hoài, cha đau lòng lắm đa. Con thử nghĩ coi, nếu nó thiệt lòng với con, nếu nó nghe con bệnh, nó sẽ đến thăm con liền. Còn đằng này, con ngày ngóng đêm mong, nó vẫn biệt vô âm tính. Con không có nhìn lầm người đâu cha. Anh Trọng là người biết trọng tình trọng nghĩa. Anh đối với con lúc nào cũng tử tế ân cần. Nếu tự dưng anh thay đổi thái độ như vậy á, con e là anh đang chôn giấu chuyện chi trong lòng mà không thể nào nói cho con được. Con thương nó lung vậy nên con không thấy được tính xấu của nó. Nếu con không tin, cha sẽ đưa chứng cứ cho con thấy. Thằng Trọng không phải là người tử tế như lâu nay con nghĩ vậy đâu. Cha có chứng cứ sao? Cha là người làm ăn buôn bán nên cha không thể nhìn bên ngoài một người mà cho rằng họ tốt hay là xấu. Muốn biết rõ về một người phải có cách thử họ. Chỉ có cách dùng tiền là thử mau nhất đó con. Cha chớ có làm việc đó với anh Trọng. Ảnh đâu có can dự chi tới việc làm ăn của cha. Mà cha cần có lòng tin nơi ảnh. Con nghĩ nếu như cha dùng cách đó chỉ thêm thất công thôi. Tú à, con còn trẻ người non dạ quá nên con dễ bị người ta lừa gạt. Cha đã thử nó theo cách của cha và đã có câu trả lời rồi con à. Cha nhờ người ta cho nó một số bạc với đề nghị nó phải dứt tình với con. Nó chẳng những không đếm xỉa đến sự đau khổ của con mà nó còn ra giá đòi cha phải đưa nó số bạc lớn hơn so với số bạc ban đầu phải đưa cho nó thì nó mới chịu buông tha cho con đó. Sự thật này phủ phàng phải không con? Hay là con chưa tin hết những gì cha đã nói? Thôi thì ngày mai á, cha đã hẹn nó lúc 4 giờ chiều đặng giao cho nó số tiền còn lại. Nếu con muốn thấy rõ bộ mặt thật của thằng Trọng thì con hãy tới đó chứng kiến. Trọng nói với chị là anh sẽ tới sao? Phải, Trọng nhờ tôi nói lại với bác là hẹn gặp ở đây lúc 4 giờ. Nhưng sắp tới giờ hẹn rồi mà có thấy bóng dáng ảnh đâu. Chắc là ảnh không tới đâu. Nhưng mà cũng chưa tới 4 giờ mà Tú. Cớ chi chị lại giúp cha tôi làm chuyện này chứ? Chị không sợ xúc phạm đến anh Trọng hay sao? Là do bác trai năn nỉ tôi lung quá nên tôi từ chối không có đặng. Nhưng mà tôi đâu có về là anh Trọng hẹn gặp bác trai chứ. Chị có tin là anh Trọng sẽ tới gặp cha tôi không? Thiệt ra tôi cũng phân vân lắm. Nhất định anh sẽ không tới đâu. Kìa Tú. Mời em. Dạ. Uống đi em. Anh uống đi. Dạ chào ông, tôi là Trọng, bạn học của Tú. Mời cô ngồi. Gắp đồ ăn đi anh. Dạ đây cũng vậy ông sao rồi. Uống nha. Dạ, món này ngon. Dạ. Xin lỗi ông, tôi có chút việc nên tới hơi trễ. Cậu đâu có tới trễ, là do tôi tới sớm mà. Thôi, để khỏi mất từ giờ, mình bàn vô việc luôn nha. Cậu nói với Lan là cậu muốn gặp riêng tôi phải không? Dạ phải. Tôi đã nhận được số bạc rồi. Dạ biết là tôi cần phải làm gì đặng xứng đáng với số bạc mà ông đã bỏ ra. Có điều tôi thấy cái giá của ông trả cho tôi vẫn còn rẻ lắm, cho nên tôi muốn gặp ông để thương lượng thêm. Cậu biết tận dụng cơ hội đặng thu lợi về cho bản thân của cậu. Tiếc là cậu không làm nghề buôn bán.
Nếu không thì cậu giàu to rồi. Tôi chỉ học theo cách của ông thôi mà. Biết rất rõ giá trị của bản thân mình. Tôi cần số bạc gấp đôi số bạc mà ông đã đưa cho tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ông nữa. Cậu thẳng thắn lắm. Tôi rất thích cái tánh của cậu. Tôi cũng mang đủ tiền cho cậu đây. Cậu có cần đếm lại không? Tôi nghĩ là không cần đâu. Cảm ơn ông. Cậu Trọng à, cậu đã nhận tiền rồi, chắc cậu biết mình phải làm gì phải không cậu? Tôi tin là cậu giữ đúng lời hứa. Vậy muốn tôi phải làm gì? Ông muốn tôi viết ra giấy đặng chứng thực về việc tôi đã nhận tiền của ông hay sao? Nếu có giấy tờ làm chứng thì hay quá. Nhưng phải biết ghi làm sao để cho nó xuôi hả cậu? Không lẽ bây giờ mình ghi là giấy nhận tiền đặng thu tình? Cậu thấy vậy có được không? Vậy thì tùy ông thôi. Ông muốn như thế nào tôi sẽ đồng ý. Ôi, giấy tờ chi cho thất công cậu ơi. Con gái tôi đang có mặt ở đây nè. Để tôi kêu nó ra, đặng cậu nói thẳng mọi việc luôn nghe. Tú, ra đây con. Cậu đã nhận tiền của tôi thì phải thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên. Cậu hứa đoạn tình đoạn nghĩa với con Tú ra sao thì cậu cứ nói đi. Cậu nên nhớ là việc này tôi không ép, là do cậu tự nguyện làm. Số bạc lớn luôn vậy, đâu ai cưỡng lại được hả cậu Trọng? Thôi, tôi còn nhiều việc lắm. Cậu nói mau lên, tôi còn đi. Thôi về đi. Nói theo tôi là Trọng. Tôi hứa với ông, sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái của ông. Cậu nói đi. Nói đi. Nói đi. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông, sau khi tôi nhận được số bạc như đã thỏa thuận. Cậu nói lớn lên chứ, ấp úng gì ai mà nghe được. Cậu phải nói làm sao cho con gái tôi nghe từng câu từng chữ kìa. Mình là đàn ông thì lá gan phải lớn chứ, đã làm thì phải nhận. Nói mau lên. Nói với con gái tôi kìa, tôi không có thời gian để chờ cậu đâu. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông, sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái ông nữa. Tôi đã làm đúng theo ý của ông rồi đó. Tôi nhận tiền được chưa? Cậu tự nhiên, tiền này là của cậu mà. Cha chưa? Hạng người đê tiện như vậy mà cũng thiết làm gì chứ? Thôi, con về nghỉ đi. Cha, cớ
nói gì với lại bày ra chuyện này? Cha làm như vậy có thấy hại già không cha? Con à, con à, cớ chi mà mấy ngày nay con không bước chân ra khỏi phòng? Con có biết làm như vậy á, cha lo lắng luôn lắm không? Tú, cha biết con không phải là đứa cạn nghĩ, con phải hiểu cho cha chứ. Nếu cha không dụng mưu bày kế thì làm sao con biết được người ta có thiệt bụng với con không? Tú à, cha biết con tuy là con gái nhưng tính tình cứng cỏi và biết phân biệt phải quấy. Con phủi bỏ hết chuyện không vui đó đi con. Cha sẽ đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa nha không? Con muốn đi Đà Lạt hay ra Trung Kỳ hả Tú? Cha. Cha, con có buồn gì đâu mà cha lo luôn vậy? Con gái của cha phải vui vẻ và tươi tắn như vậy chứ. Cha vui lắm con. Bây giờ con muốn cái gì cha cũng chịu theo ý con hết á. Cha muốn con nghỉ học đúng không? Con gái học chịu đâu có tốt. Cha cũng muốn con lấy chồng chứ. Con lớn chừng này rồi, lấy chồng là đúng lý lắm. Gia đình mà cha chọn cho con rất là danh giá, đường hoàng. Và người sẽ là chồng của con rất là tài giỏi và quyền thế. Con mà về làm dâu nhà đó sung sướng cả đời. Con tin cha đi. Dạ, con xin nghiêng theo lời cha. Cha cứ thu xếp mọi chuyện theo ý của cha đi, càng sớm càng tốt nha cha. Cha sẽ kêu họ qua dạm hỏi liền. Cha sẽ tổ chức cho con một đám cưới linh đình lớn nhất xứ này. Cha đi nha. Là lần cuối cùng tôi rơi lời gì anh đó. Ông ơi, nhà trai họ tới rồi. Mời họ vô nhà đi. Dạ. Dạ chào dạ, ông. Chào. Dạ chào ông. Chào. Dạ chào dạ. Ông. Kính thưa hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai của chúng tôi mang sinh lễ qua đặng ra mắt họ nhà gái. Sau khi họ nhà gái nhận lấy vợ thì kể từ nay hai họ coi như đã kết tình thông gia, và đôi trẻ cũng coi như là nên vợ nên chồng. Xin mời họ nhà gái nhận sánh lễ. Hôm nay đăng lý con trai của chúng tôi phải có mặt để coi mắt cô dâu, nhưng cháu nó đang kẹt công chuyện ở xa, không thu xếp về kịp, nên đành thất lễ với bên nhà gái. Mong ông rộng thứ mà bỏ qua chuyện này. Đàn ông biết lo cho sự nghiệp là chuyện phải làm. Tôi cũng không phiền trách gì cháu nó đâu. Nó dỗi dàng như vậy thì sau này con gái tôi sẽ được sướng tấm thân. Dạ. Tú à, ra đây con. Dạ. Thank you.
con đừng có chấp nhất chuyện chồng tương lai con vắng mặt trong lễ dạm hỏi nghe. Nó cũng vì lo cho công việc nên về không kịp. Con không để ý tới việc đó đâu, cha đừng bận tâm. Con nói thiệt lòng phải không? Con đã bằng lòng chuyện hôn sự này thì mấy việc nhỏ nhặt đó cần gì phải lo nghĩ chứ. Hôm nay chưa gặp mặt thì tới đám hỏi đám cưới rồi gặp cũng đâu có sao. Con biết nghĩ như vậy cha mừng lắm. Cũng là do con được ăn học đường hoàng nên mới thông hiểu như vậy. Con thấy cha tiếp khách cả ngày nay chắc cha cũng mệt luôn lắm rồi. Hay là cha nghỉ ngơi sớm đi nghe cha. Thôi con cũng nghỉ ngơi sớm nghe không. Tôi đã tìm được một số giấy tờ mà ông cần. Đây là những số liệu ghi rõ số tiền lời hàng tháng từ công việc kinh doanh mà ông Lượng đưa ra. Đặng Vũ Ba Lâm xuất vốn làm ăn với ổng, nhưng thiệt ra trong đó ông Lượng đã cố tình tăng thêm vài con số để vượt qua con số thật. Tôi nghĩ ông là người nhiều kinh nghiệm, ông có thể chỉ cho Ba Lâm thấy sự gian dối của ông Lượng, tránh việc cậu ta bị ổng gạt. Nếu ông hạ được uy tín của ông Lượng thì Ba Lâm sẽ từ chối hợp tác với ông và đi tìm một người khác hùng hạp làm ăn. Lúc đó mà ông ra mặt thì chắc chắn Ba Lâm sẽ chọn ông. Chà chả, cái tài kinh doanh của ông cộng với nguồn vốn dồi dào của Ba Lâm, chắc thiên hạ khó có ai mà địch lại nó nghe. Ông nội khéo quá ha. Cha vợ và con rể bắt tay nhau là nhất rồi còn gì. Tôi quên, Ba Lâm nay mai là con rể của ông rồi. Bà Mai tôi giới thiệu cho ông mát tay thiệt chứ. Muốn ông Lượng mau chóng bỏ cuộc, chỉ còn một cách là phải thúc đẩy đám cưới cho thật nhanh lên. Đặng tôi với Ba Lâm thành người một nhà sẽ dễ bàn bạc hơn. Ông thiệt là người biết suy nghĩ thấu đáo. Mọi việc đang diễn ra tuần tự theo sự sắp xếp của ông rồi đó. Vậy ông tính cho Ba Lâm ở rể sao? Tùy nó có muốn hay không thôi, chứ tôi không ép. Chỉ cần con gái tôi được gả trong nhà đó là tôi đã an lòng rồi. Lúc đó nó là rể của tôi, đương nhiên nó phải nể mặt tôi chứ. Thôi tôi không phiền ông đâu, tôi xin kiếu. Có gì cậy thì ông cứ gọi tôi. Đây tôi gửi tiền công của ông đây. Chào ông. Cha mình đã có tính toán sẵn từ trước rồi. Thì ra đám cưới này cũng là do cha sắp kế. Mình không thể tin được những lời cha đã nói. Hôm nay cha lại đánh đổi hạnh phúc của con để mưu cầu lợi ích cho việc kinh doanh của cha sao? Chồng đâu, cha đừng lo chuyện hôn sự của con làm chi cho thất công. Con nói gì kỳ khôi vậy? Hôn nhân là việc trọng đại chứ đâu phải là chuyện giỡn chớ. Mới hôm trước con đồng ý, kêu người ta qua dạm hỏi rồi bây giờ con đổi ý là sao? Con suy nghĩ kỹ lại rồi, con thấy gia đình nó không hợp với con. Nếu như con về đó làm dâu chắc là con sẽ không có hạnh phúc. Cha cũng đâu có muốn nhìn thấy con âu sầu buồn bã đúng không cha? Tú à, lâu nay cha nuông chiều con quá nên lúc nào con cũng tự làm theo ý của con hết. Lần này là không có được, cha đã nhất quyết rồi. Cuộc hôn nhân này cha đã sắp đặt đâu ra đó, con đừng làm trái ý cha. Con phải lấy người mà cha đã chọn, con nghe chưa? Nhưng căn do gì chứ? Con hỏi vậy là sao? Căn do nào mà cha một mực đòi gả con cho gia đình đó? Thì do, thì con tức tôi phải lấy chồng.
gia đình đó mong đang hỏi đối với nhà mình. Cha nhất định là phải gia đình đó hay sao? Cha thấy không có chỗ nào tốt bằng gia đình đó đâu con. Cha muốn đám cưới càng sớm càng tốt đúng không cha? Ừ. Nhưng mà nếu con không muốn? Tú, cha đã nói rồi, đây không phải là cái chuyện mà có thể con đem ra làm trò đùa. Đây là cái chuyện giữa hai gia đình người lớn với nhau, và cả sĩ diện của cha nữa. Con không thể để cha mất mặt với người ta được. Vậy là con hiểu ý cha rồi. Con có bực bội hay bực tức gì cũng mất kệ, miễn là con phải lấy chồng theo sự sắp đặt của cha. Kể cả con không bằng lòng cha cũng ép buộc con sao? Con đừng có hỏi dần lần, mày sẽ giận đó. Cha nuôi con từ nhỏ tới lớn, có ngày nào cha để cho con thiếu thốn gì không? Lúc nào cha cũng tưng tiêu chiều chuộng con, con muốn gì được nấy. Đó, con dòm đi, bạn bè của con có ai sung sướng bằng con không? Bây giờ cha cũng vì muốn cho con có được danh phận nên kiếm người quyền thế gả con vô đó. Con còn muốn gì nữa? Cha nói thiệt lòng mình hả cha? Cha gạt con mà cha không thấy hổ thẹn với lòng mình sao? Cha vì lo nghĩ cho con hay vì lợi ích gì kinh doanh của cha sau này? Thì ra con đã nghe hết một chuyện à? Con chỉ vô tình mà biết được việc này, nhưng thà là con không biết, có khi lại thấy đỡ bể bàng chua xót. Con không muốn cuộc hôn nhân đầy tính toán này. Con không muốn người ta nói là cha đã bán con, đang đánh đổi lợi ích cho việc làm ăn của cha. Gia đình bên kia một khi biết được mục đích của cha, họ sẽ khinh rẻ coi thường con, và họ sẽ nghĩ là cha dụng con để trao đổi mua bán. Lúc đó họ còn nể trọng cha nữa hay không? Thôi mày em đi, tao không cần mày dạy khôn tao. Cho mày ăn học tử tế, đặng mày về đây nói lý nói lẽ với tao phải không? Tao nói cho mày biết, một là chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn hai là không còn tình nghĩa cha con gì hết. Cha nói gì kỳ vậy? Cha muốn từ con sao? Phải. Trước đây tao đã ký giấy nhận nuôi mày, thì bây giờ tao cũng có thể ký giấy để từ mày. Mày biết chưa? Cha. Này Tú, cha vô thăm con nha. Tú à, con đừng có buồn cha nữa, đó là cái lỗi của cha. Cha giận quá nên mới rầy con như vậy, chứ thật ra cha mừng chuyện chi cũng muốn tốt cho con. Con à, cha mẹ nào cũng muốn gả con gái vô một chỗ đường hoàng cho nó sướng tấm thân. Cha cũng vì thương con nên mới nhờ người ta nghe ngóng tìm cho con một nơi như vậy. Người mà cha chọn cho con thiệt là người có tài, không có chơi bời lêu lỏng gì hết, cho nên cha mới nhất quyết gả con cho họ. Chứ đời nay đâu có dễ tìm được người như vậy đâu con. Còn việc cha muốn hợp tác làm ăn cũng do tình cờ cha biết được. Sau khi đã quyết định hôn sự của con đừng có hiểu lầm cha mà buồn phiền, có hại cho sức khỏe lắm đó con. Cha đang dỗ ngọt con hay sao? Cha nói ngon ngọt như vậy cũng là muốn thuyết phục con đi lấy chồng đúng không? Vì việc đó tốt cho cuộc đời của con mà. Chỉ tốt cho con thôi sao? Cũng tốt cho cha nữa chứ. Cha đừng lo, con sẽ vâng lời cha. Cha cứ mừng mọi việc theo ý định của cha đi, đám cưới càng sớm càng tốt. Con đã thông tỏ được vậy thì hay quá. Nhưng nếu trong lòng con thấy vui thì chuyện này từ từ tính cũng được con à. Cha không sợ lỡ dở công việc của cha hay sao? Nếu như cuộc hôn nhân này diễn ra không đúng như dự tính,
thì coi như là cha bỏ vốn làm ăn bao nhiêu lâu nay đúng không cha? Cha an tâm đi, con sẽ không để cho ai biết con đang buồn đang khổ trong ngày cưới đâu. Cha sẽ không bị mất mặt với người ta. Cha biết con giận cha lung lắm, nhưng mà... Cha, con cảm ơn cha đã nhọc công nuôi con khôn lớn, rồi còn tìm chỗ gả chồng cho con nữa. Hôn sự của con đã đủ trả công nuôi dưỡng của cha chưa cha? Con nói vậy không sợ cha buồn hay sao? Con cũng không muốn bất kính với cha, nhưng khổ nỗi đó lại là sự thật. Con đã nói hết rồi. Cha, cha cho con nghỉ ngơi một chút nha. Đây là tiền thưởng của cô. Con cảm ơn bác. À mà bác, chị Tú như thế nào rồi? Thế nào cũng được, miễn là nó bằng lòng nghe theo lời của tôi. Còn một tháng nữa là đám cưới của nó. Tôi không muốn xảy ra việc gì ngoài ý muốn đâu. Cô Lan à, cô nên năn tới lui, lựa lời khuyên lơn nó. Dạ. Chứ đừng nghĩ quẩn mà hư đại sự. Dạ, con biết Tú mà. Chị đâu phải hàng con gái mới lớn tính nết lâu chao đâu bác. Bác yên tâm đi. Phàm tôi đã làm việc gì thì tính toán không sai một ly, và chưa bao giờ có sơ suất. Cô đã nhận lời giúp tôi thì ráng bằng cho tốt. Nếu có điều gì thất thố thì cô cũng không yên với tôi đâu. Cháu á, được bác cho nhiều tiền như vậy, lẽ nào cháu lại phụ lòng mong đợi của bác? Cháu hứa là sẽ ở bên cạnh chị, lo lắng cho chị tới ngày chị về nhà chồng luôn. Bác cứ tin ở cháu đi. Con Tú mà nó biết được bạn thân nhất của nó phản bội lại lòng tin của nó, chắc nó đau lòng lắm. Cháu nghĩ á, ở đời mình làm cái gì cũng phải nghĩ tới lợi ích của bản thân mình. Chẳng hạn như bác, cháu thấy bác tốn công nè, tốn của vô việc hôn nhân của chị Tú, không phải vì danh lợi hay sao? Cô nhiều chuyện quá đi nghe. Đừng có thấy tôi trọng dụng quá rồi hỗn sược. Đã cầm tiền trong tay thì cứ lo bằng việc của mình đi. Con xin lỗi bác. Thôi con về nha bác. Dạ. Dạ xin chào. Nói này, nói này. Dạ chào hai bà. Dạ chào bà. Dạ chào. Dạ. Dạ chào bà. Xin chào mọi người. Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Dạ, đầy đủ hết rồi hả? Đẹp quá. Ủa, mà thằng ba mới đây mà nó đi đâu rồi? Sắp nhỏ đâu? Vô hối thúc cậu ba mau lên coi. Con nè má. Má làm gì con trốn đi đâu không bằng vậy? Hôm nay con là người quan trọng nhất, má không lo làm sao được. Thôi mọi người lên đường đi, để qua giờ lành nha. À vậy là nhà mình xong rồi đó, chuẩn bị đi nghe. Rồi rồi, bưng bả đi các cháu. Vô đây.
Cậu ba ơi, cái gì mà chết vậy? Đám cưới người ta mà nói bánh lát bánh xàm gì vậy? Giá dân đâu? Giả vô mặt nó cho tao. Dạ, thưa bà, mày dám hỗn với bà, đừng có lại. Dạ cậu ba. Buông nó ra. Có chuyện gì chứ? Cậu ơi, đám rượu mấy rặng cây tự nhiên bốc cháy. Hả? Tụi con lấy nước ở dưới đìa để tát, nhưng lửa lớn quá, cháy hết mấy công. Cớ chi là xảy ra chuyện bất thường như vậy? Cái này là có người đốt rồi. Mày có biết đứa nào bằng chuyện này hay không? Dạ, nghe nói hồi sớm mơ có một người thấy một người đàn ông lẩn vẩn quanh đó, mà in như có cầm theo cái bình dầu nữa. Thằng nào mà gan to lung vậy? Dạ, người ta nói dòm giống điên lắm. Thằng điên hả? Dạ. Chứ nó bị đuổi ra khỏi làng rồi mà. Bởi vậy cho nên nó mới sanh lòng oán hận, nó mới quay lại phá mình đó nè. Bây giờ kêu ông bụng cha của nó tới tra hỏi coi ra sao. Có chắc là nó không? Chắc chắn là nó đó cậu ba. Hôm qua cũng có người thấy nó lai vãng ở làng bên. Hình như nó làm cho ông Chành Lưu đó cậu. Bà Long, bây giờ em xử lý cái việc này sao đây? Từ khi cha còn sống cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên có người dám đốt ruộng của nhà mình. Nó mần vậy chẳng khác chi nó bí mật gia đình mình chứ. Nếu như mình không nghiêm trị, biết đâu chừng nó xúi dục tá điền làm loạn, còn hại hơn nữa. Ba Lâm à, chuyện con đi cưới vợ là hệ trọng hơn. Con để việc này cho anh hai con lo là được rồi. Hôm nay không có con thì không thể rước dâu được. Phải đó con. Đúng đó ba Lâm. Để anh đi tìm thằng Điền, lôi cổ nó về đây, đánh cho nó một trận. Em nhân từ độ lượng với nó như vậy mà nó cứ ôm hận trong lòng, nó quay lại lấy oán báo ơn, thì con ra thể thống cái chi nữa. Thằng này á, nó coi thường anh em mình quá mà. Tự tay tôi sẽ bắt thằng Điền gì đây. Để tôi đi tìm nó. Con, ba Lâm, quay lại đi con à. Việc đó có người khác lo rồi. Con phải đi rước dâu chứ. Không được má à. Con phải đích thân ra tay. Nếu không ngăn chặn kịp thời, e rằng nó sẽ đốt nhà mình luôn đó. Ba Lâm, tụi bay mau chạy theo cậu ba dạ, đi. Dạ. Hai Hoàng, con còn đứng đó làm gì? Kéo ba Lâm về cho má đi. Dạ, thưa bà con đi. Ba Lâm ơi, con quên hôm nay con là chú rể hay sao chứ? Không có ba Lâm thì làm sao đi rước dâu đây chị cả, chị hai? Từ đây lên tới nhà gái rất là xa. Nếu như mình không đi liền á, e không kịp giờ. Hay mình dời qua ngày khác hả chị hai? Không, bằng bất cứ giá nào thì hôm nay cũng phải đi rước dâu. Nè em, hôm nay không có chú rể thì sao đây? Bây giờ không có chú rể, mình tới nhà gái mình ăn mình nói làm sao với người ta đây hả em? Chị cả nói đúng á chị hai. Hay mình đợi ba Lâm quay về rồi hãy đi. Đợi thì biết tới chừng nào. Mà nếu để qua giờ lành á thì rước dâu về đâu có tốt. Lần trước đám hỏi đã không có ba Lâm, lần này nó cũng không có mặt. Em sợ họ nhà gái họ không có ưng bụng đâu. Có khi họ cho mình là coi thường họ, rồi sanh ra mít lòng thì sao? Nhất định là tôi phải rước dâu trong ngày hôm nay mà. Tôi không thể trì hoãn cái đám cưới này được. Nhưng mà mình phải đợi ba Lâm về mới đi được chứ chị hai. Thôi được rồi, tôi có cách này. Hả? Con... Dạ má hai. Con làm chú rể thay anh ba con đi. Ôi trời ơi. Sao được má? Cái gì vậy? Hai, bằng vậy sao được? Kỳ lắm chị. Kỳ cái nỗi gì? Đã đến nước này rồi thì phải tùy cơ mà ứng biến thôi. Đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện với đàn gái, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho mình. Hệ trọng nhất là phải đón dâu cho đúng giờ lành. Đám cưới này phải được suôn sẻ, nếu không thiên hạ sẽ bàn tán dị nghị. Em hai à, em suy xét kỹ chưa vậy? Chuyện này không có đùa được đâu ra. Tôi nói thiệt chứ tôi không có đùa giỡn gì hết á. Chẳng thà để thằng Trọng nó rước dâu thế chú rể, còn hơn là quỷ đám cưới mất chuyên con gái người ta. Mà mang tiếng thị phi thì làm sao người ta chịu cho thấu.
Nó thay mặt cho anh ba của nó để giữ thể diện cho đàn gái thôi. Về đây á, thằng Ba Lâm á, thay thế Tư Trọng ra mắt tổ tiên. Lúc đó cũng đâu có muộn mà. Nhưng mà... Tư Trọng à, giúp anh con làm chuyện này đi con. Ba, à, con... Vậy thôi xong rồi nha. Mình đi rước dâu đi bà con ơi. Em hai à, em giận thì chị chịu. Chứ chị không làm thí theo ý của em được đâu. Thở đời nào, có cái đám cưới nào mà ngược ngạo vậy đâu. Lỡ mà bên đó người ta không khứng thì có phải lớn chuyện không? Nếu chị sợ mất thể diện thì chị cứ ở nhà đi. Là do em nói nha. Nếu vậy thì chị sẽ ở nhà. Em muốn mần sau đó thì tùy. À, chị cả, chị cả, đừng có giận tùy chị cả đi. Còn em thì sao? À, em có sợ mất thể diện không? Dạ em. Em quyết định nhanh đi, để giờ lành rồi. Dạ, dạ vậy rồi thôi, vậy mọi người đi cứ đi đi nha. Đi đi bà con ơi, để trễ giờ lành đó. Đi con. Việc này nằm ngoài dự tính của tôi. Cứ tưởng là bà sẽ bỏ cuộc, không ngờ bà lại làm liều như vậy. Mặc kệ, chứ biết tính làm sao giờ. Còn chuyện kia, chú sắp xếp làm sao rồi? Dạ, ông Sáu đã nhận tiền và hứa làm theo ý của bà. Lúc đầu, ông cũng sợ oai của cậu Ba Lâm lắm. Nhưng khi thấy bà cho tiền hậu hĩnh và bà hứa không bỏ mặc ổng, thì ổng cũng an tâm. Vậy thì được rồi. Chú Tư nè, những điều mà tôi dặn á, ông nhớ nha. Dạ. Luôn không sáu lần bên phải không? Dạ, dạ. Bà hãy đi lo trong ngoài cho đàng hoàng. Để mà đón tiếp người ta nghe chưa? Dạ tôi sẽ đi làm liền. Anh Xuôi. Ông ra đây. Cái gì? Thay chú rể hả? Mận vậy sao được? Bất đắc dĩ tôi mới mận như vậy. Nếu mà anh Xuôi không bằng lòng á, tôi đành phải quản đám cưới lại thôi. Thiệt ra thì chuyện này chỉ một mình ông anh biết thôi mà. Chứ đâu có ai biết gì đâu. Mình cứ tiến hành làm lễ đi, rồi sau đó mình đi về dưới thì có Ba Lâm ở đó rồi. Mà nó bận bị chuyện chi mà lễ rước dâu cũng không có mặt? Ba Lâm nó tham công tiếc việc lắm, đã chuẩn bị đâu vô đó hết rồi, mà tự dưng xảy ra việc cho nên buộc lòng nó phải lại đi xử trí. Không lẽ hệ trọng hơn chuyện đám cưới sao? Cái hôm đám hỏi đã không có mặt, rồi bây giờ đám cưới cũng mất dạng luôn. Thiệt là nó cũng muốn cưới vợ hay là không? Anh Xui à, việc này có thể thương lượng được mà. Anh mà làm to chuyện á thì còn gì là thể diện của hai gia đình nữa. Hay là anh muốn hủy đám cưới? Đương nhiên là tôi không muốn hủy rồi. Vậy thì mình cứ cho tiến hành đám cưới theo đúng nghi lễ đi. Tôi đã tìm được người đóng thế gia chú rể rồi. Anh Xui đừng có lo, mọi việc sẽ yên ổn mà. Thôi mình ra ngoài đó đi, còn phải làm lễ nữa. Đi. Dạ. Dạ. Chị ơi, không ngờ thằng học trò trói gà không chặt lại là em trai của Ba Lâm. Thiệt đúng là trái đất tròn mà. Thôi chết, con Tú vậy là rơi vô nghịch cảnh quan trái rồi. Tình em mà lại duyên anh mới khổ chứ. Mà thôi, mặc kệ nó. Tới khi nào nó biết thì dán ra đóng thuyền rồi.
Chỉ mong sao đám cưới trót lọt, đặng việc hợp tác mừng án của mình sắp tới với ba Lâm thuận lợi hơn. Dạ. Không sao, không sao. Có cái câu là gương vỡ lại lành. Chắc là chú rể mừng vui lung quá nên mới luống cuống vậy thôi. Bà Lắp, lấy cái ly khác đi. Cứ chim em bắt tôi hả? Sao? Mày hả mày? Đập nó cho tao. Dạ. Đừng quậy thôi. Con hai, con hỏi chuyện tới lại. Con hai, đánh gì chết? Con hai. Nè, hồi sáng nay, đám ruộng của nhà tao bị người ta đốt cháy. Mà trước đó, có người thấy mày lãng vãng với đám ruộng đó là sao? Con hai, vậy là quan cho thằng Điền lắm rồi. Mà sáng giờ tôi với nó mần tối mặt tối mũi ở đây, làm sao mà ra tới ruộng của cậu được? Ai mà nói xàm vậy chứ? Tôi đâu có mần việc đó. Tôi không có mần việc đó. Mấy người ghét tôi cho nên kiếm chuyện đổ tội cho tôi sao? Mày, mày gan lì hả? Đánh nó cho tao. Chừng nào nó khai ra thì thôi. Mày, cậu hai. Cậu hai. Còn một chuyện nữa chắc mày chưa quên. Tao đã ra lệnh đuổi mày ra khỏi làng, không được léo hánh tới ruộng đất nhà tao. Cớ sao mày không vâng lời vậy hả? Chỉ tính cái tội đó thôi, mày cũng đáng bị đánh chết rồi. Đánh nữa cho tao. Dạ. Mày cho ta đi. Nè, mày vừa đánh chết tôi cũng vậy hả? Tao có mừng gì đâu mà bắt nhận tội chứ. Rồi nó dạy cho tao. Dạ. Ra mày. Cơm, mày chạy đi tìm ông Sáng nhanh lên. Mày nhận tội không? Hay là mày muốn tao đánh mày chết? Có chết tôi cũng không nhận tội. Mấy người có chứng cứ gì mà vu oan cho tôi hả? Chứng cứ hả mày? Tao hỏi mày nè, cớ chi đang yên đang lành mày mới quay trở về là có chuyện xảy ra? Không phải do mày thì ai vô đây? Khôn hồn thì khai ra. Mày mà không khai nhận hả, tao giao cho ba Lâm xử lý. Lúc đó chết không toàn thay nha mày. Tôi không có mần chi quấy hết. Tôi không sợ ai hết. Hai Hoàng, ba Lâm là cái chi tôi cũng không sợ. Gia đình mấy người á, cậy thế rồi ức hiếp dân lành, không phân biệt phải quý. Tôi không sợ mấy người đâu. Mày lớn tiếng động hồng phải không? Tao quýnh cho mày câm khẩu luôn này con. Mày hả? Quýnh mày tao còn đau tai hơn nữa. Lấy cây đập nó chết cho tao. Dạ. Tôi không phục. Dạ, mời mời ba.
Dạ mợ ngồi nghỉ mệt đi. Chắc mợ đi đường cả ngày rồi lại lo đãi đằng tiếp khách nên cũng ể mình hả mợ. Thôi để tôi lấy nước nóng cho mợ rửa mặt nghe. Tư Trọng đâu? Mợ hỏi cậu Tư hả? Chắc cậu về phòng nghỉ ngơi rồi đó. Chị ảnh về phòng nào? Phòng này của ai? Dạ đây là phòng của cậu Ba Lâm. Tại sao đưa tôi đến phòng cậu Ba Lâm? Phòng này chẳng phải là phòng tân hôn sao? Dạ đúng rồi mợ. Mợ ở đây chờ cậu Ba một chút nghe. Cậu đi lo công chuyện chưa có về kịp. Chị nói gì tôi không hiểu. À, chắc là chưa có ai nói cho mợ nghe hết phải không? Chú rể thật sự chính là cậu Ba Lâm đó. Vì hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, thành thử cậu Ba không có đi rước dâu được, cho nên mới nhờ cậu Tư thay thế á. Cậu Ba mới là chồng của mợ chứ không phải cậu Tư đâu. Mợ dạ chào cậu Tư. Chị ra ngoài đi. Dạ xin phép cậu mợ. Anh Trọng, tôi có nghe lầm không? Việc gì kỳ khôi quá vậy? Trả lời tôi đi. Đó là sự thật Tú à. Anh đối xử với tôi như vậy sao? Hèn gì suốt buổi anh cứ lặng thinh không nói tiếng nào. Tôi đâu có về. Anh có biết bây giờ tôi đau đớn bẻ bàng như thế nào không? Tôi không có ý làm cho Tú buồn. Mọi việc đều tới quá bất ngờ. Tôi bị buộc phải vô thay thế anh tôi. Nhưng mà anh biết trước cô vô là tôi đúng không? Đúng. Anh ác lắm anh Trọng. Anh biết hết mọi việc từ trước. Vậy mà anh không đủ can đảm đứng ra lên tiếng cho mọi người biết chuyện của hai đứa mình sao? Anh hèn nhát luôn nha anh Trọng. Trời ơi, cớ chi duyên phận của tôi lại éo le ngang trái như vậy chứ? Tôi xin Tú, tôi đừng to tiếng. Mọi người trong nhà mà nghe được thì không hay đâu. Anh lo điều gì? Anh sợ mọi người nghe được hả? Nếu họ biết thì sao chứ? Tại sao anh không lo gì cho tôi hết vậy? Anh không đau xót cái tình cảnh của tôi như vậy sao? Dạ má. Chuyện gì vậy? Trọng, con ra ngoài đi. Dạ. Anh phải ở lại giải thích mọi chuyện cho tôi rõ. Anh không được ra ngoài. Con cứ để nó ra ngoài. Má là má ba, má của thằng Trọng. Má sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho con nghe. Tú à, con là cô dâu mới về nhà chồng. Đáng lý má không nên nói với con những chuyện như vậy. Nhưng nếu không nói thì tội cho thằng Trọng. Nó là đứa có hiếu. Nó nghĩ tới công ơn của anh nó, lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Mình nửa lời nó cũng không dám cãi lại. Khi nghe tin má hai nó nhắm con là con dâu thì má biết đã xảy ra chuyện quan trái. Nếu con muốn trách gì thì con cứ trách má. Vì chính má là người một hai bắt nó phải đoạn tuyệt với con, chứ không phải thằng Trọng nó đoạn tình bạc nghĩa với con như vậy đâu. Nhưng con và anh Trọng quen nhau trước thì đâu thể có lỗi với ai được. Con vẫn có quyền nói ra điều đó chứ. Con chưa hiểu hết cuộc sống của má và thằng Trọng trong cái nhà này nên con mới nói như vậy. Chứ thiệt ra Tú,
Má xin con. Bao nhiêu tội trạng của thằng Trọng, má xin gánh hết cho nó. Vì bây giờ con đã là chị dâu của nó rồi, hai đứa con phải cư xử cho đúng phép tắc chị dâu em chồng, chứ không thì má chỉ biết lấy cái chết để tạ tội với ông bà tổ tiên. Má nói vậy con hiểu rồi. Cảm ơn con. Thôi má về phòng đi. Cô là vợ tôi đó hả? Tú à! Tú! Tú à! Ờ, chị ba! Chị đừng giận mà bỏ đi như vậy. Chị nghe tôi phân tỏ vài câu được không chị ba? Tôi không muốn nghe ai nói nữa hết. Tôi chịu nhục như vậy là quá đủ rồi. Có người vợ nào mà ngày đầu tiên về nhà chồng bị chồng coi thường tới nỗi mà không tới trước dâu, mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không hề có. Anh ta là ai mà dám bỉ bạc tôi chứ? Đã vậy tôi không cần ở lại căn nhà này thêm một khắc nào nữa hết. Khoan đã chị ba, chị mới về nhà nên chưa biết tánh anh ba tôi đó thôi. Anh không cố ý làm cho chị buồn lòng đâu. Chắc là anh có chuyện chi gấp lắm. Chú đừng binh nhật ảnh gì cho thất công. Tôi đâu phải là món hàng mà anh chú bỏ tiền ra mua về để dứt bỏ. Cho dù anh ta có quyền thế tới đâu, tôi cũng không tha thứ cho sự kiêu ngạo sắc sược đó. Chứ đừng níu kéo nữa, tôi đi đây. Chị ba. Tránh ra. Chị ba hả? Chị ba. Cớ chi má xông vô phòng mà không gõ cửa cho con hay? Má là má chồng con thì phiền chi việc đó chứ. Má muốn thì má vô, đâu có cần phải có ý kiến của con chi. Đây là con Thanh, má mướn nó để nó hầu hạ con đó. Má à, con đâu cần người hầu kẻ hạ, con tự lo liệu cho con được mà. Con nói vậy đâu có được. Con đã là mợ ba của gia đình này rồi thì phải có người theo hầu hạ mới đúng danh phận chứ. Nhưng mà thằng Ba Lâm nó đã quyết định như vậy rồi, con đừng cãi chi cho mất công. À, má nói cho con biết điều này. Con Thanh nó bị câm từ nhỏ đó, nhưng nó không có bị điếc đâu. Cho nên con cần gì á thì cứ sai biểu nó nghe được hết á. Chị này bị câm sao má? Phải, nó câm nhưng xinh xắn giỏi giắng lắm. Thanh à, kể từ nay đó con phải theo hầu mợ ba cho chu đáo đó nha. Những gì bà dặn á, con phải nhớ ở trong đầu. Mày phải làm đúng nha không? Làm không xong là chết với bà. Thôi má đi ra ngoài đi. Con có cái gì á thì biểu con Thanh nó làm cho. Khoan đã má, con không cần người hầu mà. Má, má ơi. Tôi không muốn có người theo làm phiền tôi đâu. Chị đi ra ngoài đi. Tôi không muốn có người làm phiền tôi. Chị làm cái gì vậy? Sao lấy đồ của tôi? Chị đi ra đi. Trời ơi. Thăm con một chút được không? Dạ má vô đi.
con ăn uống chi chưa? Má biết là con gái lần đầu tiên về nhà chồng, tâm trí cũng hay bất an. Con cố chịu đựng vài ba bữa, sẽ quen nghe con. Dạ, con cảm ơn má đã lo cho con. Tú à, con đừng lo nghĩ nhiều mà hại người. Chuyện gì đã qua, cứ để nó qua luôn nghe con. Mọi người có rầy la con đôi ba tiếng, cũng vì muốn con nhận ra cái sai đặng mà tránh. Chứ không ai ghét bỏ gì con hết. Dạ con biết. Con bây giờ đã là dâu trong nhà rồi. Con nên tập tành quán xuyến chuyện trong nhà ngoài ngõ. Đặng sau này đỡ đần cho chồng con. Mà nhắc tới thằng Ba Lâm thì má mới nói nghe. Nó là đứa khó tánh từ hồi nào tới bây giờ. Từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng nghiêm nghị, thích sai phái, biểu người ta mần theo ý của nó, chứ nó chưa chịu ý ai bao giờ hết. Má nói vậy chắc con chưa có tin. Mà con thử đi hỏi hết mọi người trong nhà đi, có ai mà không sợ thằng Ba Lâm đâu. Nó mà nóng lên, mạng người đó còn coi không ra gì nữa. Tú à, do má thương con cho nên má mới nói. Đặng con liệu mà đối xử với chồng con cho đường hoàng. Chớ tánh thằng ba nó thẳng thắn lắm. Nó không kiên nể gì ai hết đó con. Cho dầu là người nhà cũng chưa chắc gì nó binh vực nữa. Chồng con là người tàn nhẫn lạnh lùng như vậy sao má? Ngay cả người thân của mình mà anh không nương tay sao má? Vậy chắc có nhiều người bị hại như chính cái tay của anh ta đúng không má? Không, má đâu có nói là thằng ba nó hại chết người đâu. Là do người ta chọc giận nó, rồi họ sợ quá, rồi họ tự tử chết thôi. Thôi, nãy giờ má nói xàm. Đừng để ý nghe. Dòm nó vậy, chứ biết tánh nó cũng dễ sống con à. Muốn làm cho nó vui lòng chỉ cần biết nghe lời. Đừng dại dột mà làm trái ý nó. Còn một chuyện hệ trọng nữa. Con nhớ, đừng bao giờ dùng lời kích bác nghe. Nhớ là không được nói nó là gia trưởng, nó độc đoán, hay là chuyên quyền lấn át người khác. Những cái câu đó là tuyệt đối con không nên nói nghe. Thằng ba nó kỵ mấy cái vụ đó lắm. Việc gì anh ta không thích thì con sẽ mừng cho bằng được. Tú à, má đã dặn con rồi. Con mà mần trái ý chồng con thì hai đứa không được hạnh phúc lâu dài đâu. Con không nghĩ là sẽ sống lâu dài ở đây, cho nên là con không màng tới chuyện đó đâu. Má khỏi lo cho con. Cô sao vậy? Cô thiệt là khó chịu chuộng quá. Hôm trước tôi không hỏi tới thì cô hờn trách, cứ cho là tôi không quan tâm tới cô. Bây giờ tôi làm bổn phận của người chồng, cô lại không khứng là sao vậy? Hả? Anh đừng có ra vậy là người chồng tốt. Anh tưởng tôi không biết gì vậy anh sao? Cô muốn nghĩ gì tôi làm sao? Mặc kệ cô. Tối nay tôi muốn cô ngoan ngoãn chiều theo ý của tôi. Tại sao tôi ra? Tôi không ngờ anh lại vô sĩ như vậy đó. Ngay cả chuyện ái ân mà anh cũng cưỡng đoạt, thì anh đáng được người khác nể trọng sao? Cô nói xàm cái gì vậy? Tôi cưỡng đoạt cô sao? Thật là nực cười. Cô nên nhớ, đây là phòng tân hôn, vợ chồng gần gũi nhau là lẽ thường tình. Cô quên tôi chính là chồng của cô sao? Nhưng mà không có người chồng nào nhẫn tâm như anh vậy. Anh thừa biết là tôi không muốn mà. Vậy tại sao anh cứ làm càn? Tôi nghe người ta nói anh rất độc tài,
Mần việc chi cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi. Nhưng tôi không ngờ trong quan hệ vợ chồng anh cũng có cái tánh đó luôn. Thì ra anh coi chuyện chăn gối chẳng khác chỉ là chuyện mần ăn, vậy mà đòi làm chồng người ta sao? Có bộ cô cũng tìm hiểu về tôi kỹ quá. Tôi nói cho cô biết, cô nên để tâm tới bổn phận làm vợ của mình đi, đừng có soi mói về việc của tôi.